Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy, Chúa Giêsu vào một làng kia và có một phụ nữ tên là Martha rước người vào nhà mình. Bà có người em gái tên là Maria ngồi bên chân Chúa mà nghe lời người. Martha bận rộn với việc thiết đãi khách. Bà đứng lại thưa người rằng: Lạy Thầy, em tôi để tôi hầu hạ một mình mà Thầy không quan tâm sao? Xin Thầy bảo em tôi giúp tôi với. Nhưng Chúa đáp: Martha, Martha, con lo lắng bối rối nhiều chuyện, chỉ có một sự cần mà thôi. Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị ai lấy mất. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, lời Chúa hôm nay cho chúng ta ba điểm để suy niệm và thực hành trong đời sống của mình. Điểm thứ nhất là với tinh thần phục vụ và hiếu khách của Martha. Chúa Giêsu vào nhà của thánh nữ và đã được thánh nữ tiếp đón một cách rất là nồng nhiệt với tinh thần phục vụ. Và điều này cho chúng ta một bài học trong cuộc sống. Có thể chúng ta cần cái tinh thần phục vụ để giúp cho nhiều người, đặc biệt là những người nghèo khổ, bệnh tật và những người yếu đuối ở trong cuộc sống, hay là những người không có khả năng làm việc. Chúng ta với tinh thần bác ái yêu thương và khả năng chúng ta có thể thì rộng lòng phục vụ giúp đỡ lẫn nhau. Cái tinh thần này nó rất là tốt trong đạo của chúng ta. Và điều đó đã giúp cho mỗi người sống ân nghĩa với nhau. Mình giúp đỡ người khác với cái tình thương bác ái, rồi người khác đón nhận với cái lòng biết ơn. Cái điều này cũng rất là hay. Rồi sau đó nếu có điều kiện đó, họ sẽ giúp đỡ lại chúng ta khi chúng ta gặp trong cái tình cảnh khó khăn nào đó. Noi gương thánh nữ Martha, chúng ta cố gắng hăng say trong công việc phục vụ, đặc biệt là những ai có đời sống dân hiến, những ai có đời sống theo Chúa Giêsu. Cái tinh thần này mình cần phải phát huy. Điểm thứ hai nữa là noi gương thánh Maria, chúng ta ngồi dưới chân Chúa mà lắng nghe lời của người. Trong cuộc sống cầu nguyện, trong đời sống thánh thể, trong đời sống bác ái yêu thương đó, chúng ta cần phải hiệp thông với Chúa để nghe lời của Ngài, nghe sự hướng dẫn soi sáng. Thực tế ngày nay cuộc sống của thế gian rất dễ làm cho chúng ta lầm đường lạc lối, chạy theo của cải vật chất, chạy theo quyền lực, chạy theo tình ái, làm cho chúng ta đắm chìm ở trong đó. Chúa Giêsu soi sáng hướng dẫn để giúp cho chúng ta được ơn cứu độ, được ơn cứu độ sống một đời công chính, sống một đời đạo đức thánh thiện, sống một đời hạnh phúc gắn bó với Chúa và yêu thương bác ái đối với anh chị em xung quanh. Đây là hai cái điểm mà chúng ta cầu nguyện và lắng nghe lời của Chúa. Noi gương thánh Maria, ngồi bên chân Chúa mà lắng nghe lời người, để chúng ta hiểu thấu mà suy đi nghĩ lại trong lòng, rồi đem ra thực hành trong đời sống của mình. Điểm thứ ba nữa là thánh Lazaro. Ngài đã được Chúa cho sống lại mặc dù đã chết nặng mùi rồi. Thì chúng ta thấy rằng đó, Chúa Giêsu có quyền năng thậm chí cho người đã chết rồi được sống lại. Thì chúng ta thấy đến với Chúa là một cái nguồn sức sống dồi dào. Ngài là đường, là sự thật và là sự sống.
Không ai đến được với ta mà với cha mà không qua thầy. Chúng ta đến với Chúa để đón nhận cái sự sống của Ngài, để đón nhận cái sức sống mà Ngài ban cho mỗi người chúng ta. Xin Chúa chúc lành đã giúp cho mỗi người không phải sống với tinh thần mệt mỏi, nặng nề, nhưng có một cái tinh thần, một cái sức sống mới, một cái sức sống mạnh mẽ, giúp cho chúng ta vượt qua được những khó khăn, những yếu đuối trong cuộc sống. Xin Chúa chúc lành để giúp cho mỗi người noi gương Thánh Martha, Maria và Maria, chúng ta sống gắn bó với Chúa và sống tốt đối với anh chị em xung quanh. Amen. Anh chị em thân mến, hôm nay giáo hội mừng lễ Thánh Martha, Maria và Lazaro làng Bethania. Vào ngày 2 tháng 2 năm 2021, Đức Thánh Cha Francisco đã thêm vào lễ nhớ của ngày hôm nay Thánh Maria và Lazaro vào lịch phụng vụ chung của Giáo hội Công giáo Roma, và quyết định lễ nhớ này vào ngày 29 tháng 7 hàng năm. Trước đây lịch Roma chỉ có mừng lễ Thánh Martha mà thôi. Sắc lệnh của Bộ Phụng Tự và Kỷ luật Bí tích đã giải thích rằng Đức Thánh Cha thêm ba vị thánh vào lịch phụng vụ chung của Giáo hội Công giáo Roma bởi vì chứng tá quan trọng của họ trong việc đón rước Chúa Giêsu vào nhà, chăm chú lắng nghe người, tin rằng người là sự sống lại và là sự sống. Và sắc lệnh này cũng khẳng định rằng trong ngôi làng ở Bethania, Chúa Giêsu đã cảm nghiệm được tình gia đình và tình bạn của Martha, Maria và Lazaro. Vì lý do này, Phúc âm Thánh Gioan khẳng định Chúa yêu thương họ. Bà Martha đã rộng lượng tiếp đãi người, bà Maria ngoan ngoãn lắng nghe lời người, và ông Lazaro nhanh chóng đi ra khỏi mộ theo lệnh của đấng đã chiến thắng sự chết. Có thể chúng ta sẽ đặt câu hỏi là tại sao cho đến năm 2021 thì Đức Thánh Cha Francisco mới quyết định đưa cả ba vị thánh vào lịch phụng vụ Roma và mừng kính chung một ngày. Thưa, việc kính nhớ Thánh Martha đã đưa vào lịch Roma trước công đồng chung Vaticano thứ hai. Nhưng hai thánh Lazaro và Maria đã bị bỏ qua do không chắc chắn về danh tính của bà Maria. Trong các sách phúc âm nhắc đến ba tên Maria. Maria Magdalena đã được Chúa hiện ra sau khi sống lại. Maria chị em của bà Martha. Và Maria người tội lỗi được Chúa tha tội. Và sắc lệnh đã lưu ý rằng vấn đề danh tính của bà Maria đã được trả lời trong nghiên cứu mới đây, và xác định bà Maria là người chị em của Martha và Lazaro như đã được nói đến trong sách Tử Đạo thư Roma. Và hơn nữa, trong một số lịch riêng, ba chị em được kính nhớ cùng với nhau. Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu trong khi đi rao giảng tin mừng, Chúa thường lui tới Bethania
bởi vì có nhà của chị em Martha, Maria và Lazaro, và Chúa hay ghé thăm gia đình bé nhỏ thân thương này. Chúa đã thương gia đình này một cách đặc biệt bằng cách dành cho mấy chị em những tình cảm mà nhiều khi được bộc lộ ra cả bên ngoài, đến mức là dân chúng cũng ngạc nhiên. Thí dụ như khi nghe tin Lazaro chết, Chúa đã xúc động. Rồi khi đứng trước mộ Lazaro, Chúa đã bật khóc. Đặc biệt nhất là Chúa đã làm cho Lazaro sống lại từ cõi chết. Đọc lại câu chuyện này, chúng ta thấy thật lạ lùng. Chính Martha và cả gia đình cũng không dám tin vào điều đó như bài tin mừng chúng ta vừa nghe đã thuật lại. Mừng lễ Thánh Martha, Maria và Lazaro hôm nay, chúng ta cầu xin Chúa qua lời chuyển cầu của ba thánh ban cho chúng ta sống theo mẫu gương của các ngài. Đó là luôn luôn ân cần đón tiếp Chúa và sẵn sàng hy sinh phục vụ Chúa, phục vụ giáo hội và tha nhân. Đón tiếp Chúa bằng việc lắng nghe lời Chúa, suy gẫm và cầu nguyện. Đón tiếp Chúa Giêsu Thánh Thể để có sự sống của Ngài, nuôi dưỡng đời sống đạo của chúng ta. Đón tiếp Chúa với lòng yêu mến chân thành sẽ giúp cho chúng ta được ở gần bên Chúa, gần gũi tha nhân. Đồng thời noi gương các thánh Martha, Maria và Lazaro, chúng ta sống một đức tin mạnh mẽ giữa những thử thách của cuộc sống này. Nhờ đó chúng ta cố gắng vượt qua những thử thách trong đời sống hiện tại và hướng đến sự phục sinh vinh quang với Chúa Giêsu. Amen. Anh chị em thân mến, nói đến Martha, hôm nay phục vụ giáo hội mời gọi chúng ta cùng chung tâm tình tạ ơn và cầu nguyện. Chúng ta không thể nào quên nhắc đến một địa danh là làng Bethania, nơi đây gắn liền với tên tuổi của thánh nữ và với gia đình của chị. Gia đình có ba chị em, Martha, Maria và người em trai là Lazaro. Trên bước đường tông đồ, Chúa hay dừng lại tại gia đình này, và Chúa cũng đã làm phép lạ cho Lazaro, người chị em trong nhà chết 4 ngày được sống lại. Câu chuyện Chúa Giêsu vào nhà Martha nghỉ ngơi cho chúng ta một nét đẹp trong chân dung của người tông đồ phục vụ được anh chị em của mình quý mến. Trong khi đó, có một cô em là Maria đang ngồi nghe lời Chúa. Martha tất bật với công việc một người nội trợ tuyệt vời. Martha bị lo lắng về bữa ăn chi phối, khiến chị quên thầy cần tình bạn hơn là cần ăn uống. Thầy nhìn thấy sự căng thẳng, lúng túng của Martha, nhận ra lòng tốt của chị. Thầy gọi tên chị 2 lần với cách trìu mến, Martha, Martha, và nhẹ nhàng trách chị rằng chị quá lo lắng, băn khoăn về chuyện dọn bữa. Có một điều cần là tấm lòng hướng về thầy, yêu mến thầy, đấy là cần hơn hết. Mà thật Martha đã có lòng tin tuyệt đối vào thầy, vào Thiên Chúa. Trong ngày đứa em trai bị chết, chị đã bộc bạch thưa với Chúa Giêsu: "Thưa thầy, nếu thầy có mặt ở đây thì em con không chết."
mắt ta xác tín niềm tin vào Thầy. Cho nên Thầy đã nói ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin ta thì dù có chết cũng sẽ sống, mà ai sống và tin ta thì không chết bao giờ. Anh chị em thân mến, Mát-ta là thánh nữ được tôn kính trong lòng giáo hội. Chị thánh đã nêu cho chúng ta một gương sáng về lòng hiếu khách. Chúng ta bắt chước chị qua công việc tận tụy đầy trách nhiệm giúp đỡ, tiếp đón bạn hữu, tiếp đón người thân. Nhưng phải làm một cách chân thành vui tươi, không coi việc đấy là quan trọng hơn việc này. Đó là việc tiếp khách, tâm tình, nói chuyện. Hãy nhớ khi chúng ta chào đón hay phục vụ ai, Chúa Giêsu coi đó là chúng ta làm cho chính bản thân của Ngài. Mát-ta cũng nêu cho chúng ta gương sáng về lòng tin và niềm cậy trông. Ngài làm bạn thân của Chúa Giêsu, Ngài biết Ngài phải tin tưởng vào Chúa Giêsu. Em con sẽ sống lại, con có tin điều đấy không? Và Mát-ta thưa với Chúa Giêsu, con tin. Đấy là điều chúng ta phải sống. Phải tin ở trong lòng giáo hội. Chúng ta là những người thân, người quen, người trong gia đình chúng ta. Chúng ta có từng xin lễ cầu nguyện cho những người đã qua đời và tin rằng họ sẽ sống lại trong ngày sau hết không? Không phải chúng ta chỉ thông công trong đức tin và lòng mến, nhưng chúng ta còn thông công với nhau trong sự hiệp thông với Thiên Chúa. Người chết, người sống trong gia đình chúng ta vẫn còn gần gũi trong lời cầu nguyện, trong sự thông công. Giống như Thánh Nữ Mát-ta, chúng ta thưa với Chúa, con tin Thầy là Đức Kitô, khi chúng ta nhớ đến những người thân trong gia đình. Giống như Mát-ta, chúng ta yêu mến Chúa Giêsu khi chúng ta tiếp đón tất cả mọi người khác. Amen.